đây là cây cầu đang rất là xuống cấp, rất là nghiêm trọng. Và trên cái cây cầu này thì chúng ta thấy rõ là khi mà Bùi Hồ bước đi từng bước nhẹ như thế này đó, thì có thể lọt chân ở dưới này bất cứ lúc nào. Và theo chia sẻ của người dân thì cây cầu này cũng khá là lâu, và khá là lâu và cũ kỹ, đã đến thời kỳ xuống cấp rồi. Thì người dân mới nhờ Bùi Hồ quay lên để mà cùng chung tay với lại những người dân ở nơi đây để mà có thể bắt được một cây cầu mới cho hơn 10 hộ dân ở đây. Chị thấy không? Ở đây mà mình thấy hai cái cây bự nhất bắc hai bên đường, đó là cây này, cây bạch đằng phải không anh ơi? Hai cây bạch đằng là bự nhất ở trong đây. Và cái cây mà nó ở đây, cái cây cốc mà nó lớn nhất là thì khoảng chừng bằng cái cây này. Trời, cái này mà lọt con xe xuống đây rồi sao? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay là ngày 18 tháng 7 và ngày 9 tháng 6 âm lịch. Thì hiện nay thì một cái cây cầu đau khổ ở Kiên Lương ở cô bác quý anh chị cũng đang cúng để mà khởi công chuẩn bị xây cầu. Và Bùi Hồ thì đang ở Đồng Tháp và không thể nào đi xuống Kiên Giang được, thì có nhờ những cái người chị ở Kiên Giang, những người anh người chị ở Kiên Giang quay một cái thước phim gửi lên cho Bùi Hồ. Và Bùi Hồ hôm nay thì cũng đang khởi công và Bùi Hồ muốn gọi một cái thước phim Zalo này trực tiếp đến cái người chị đó và nhờ cô bác quý anh chị cùng theo dõi để xem cái quá trình cúng và khởi công như thế nào hay cô bác quý anh chị. Để mình quay cái camera này lại mới được. Quay cái camera lại cho em với. Ok. Dạ, không có thấy rõ. Đang và bây giờ đang cúng đầu heo hay gì chế? Đúng rồi, đang cúng đầu heo. Có kêu ông cụ ra không? Ông cụ ra đây. Dạ, à. Này là anh ấy cúng hả? Anh thợ cúng hả? Hồi nãy là ông cụ đốt nhang rồi, bây giờ anh Chí đốt nhang xong rồi, bây giờ em kêu ông cụ ra vậy. Dạ, cho em gặp ông cụ với. Ông cụ là cái người mà cho em gặp ông cụ với chế. Ông cụ là một cái cái người giống như là trưởng làng ở đó, người lớn nhất ở trong đó đó cô bác quý anh chị. Hiện nay đang đứng ra để mà cúng để mà khởi công xây cây cầu. Thì để mà xây cây cầu này được thì được sự ủng hộ của nhân dân ở đó và chị Lâm Tiền. Chị Lâm Tiền thì với số tiền là 65 triệu đồng. Chị Lâm Tiền là một Việt kiều Mỹ. Và người dân thì đóng góp 25 đến 30 triệu đồng, 25 đến 30 triệu đồng đó cô bác quý anh chị. Và hình ảnh phía cô bác quý anh chị thấy trong màn hình đó là anh thợ, anh Trí. Và mình sẽ gặp ông cụ trước ha cô bác quý anh chị. Rồi đây là tía ơi. Rồi con chào, con chào ông. Ừ. Ông khỏe không? Chào cháu ông khỏe vậy đó. Dạ hôm nay thì ông là người đại diện những cái người dân ở đó đó, thì được bắt được cái cầu như ngày hôm nay thì vui không ông? Vui chứ. Dạ sớm là ai được lớn, bởi vì cái ngày mà mình cúng mình để làm cầu thì tự nhiên là dân nó phải vui rồi. Dạ nhưng mà bây giờ con cái là chỉ nhờ mạnh thường quân trong nước và ngoài nước ủng hộ. Dạ. Tất được hoàn thành cái cầu thì nó càng hơn quá. Dạ. Cây cầu này thì được. Chừng nào chắc. Dạ. Khi nào mà hết dịch con mới xuống được thì cây cầu này là được chị Lâm Tiền ở Mỹ không? Hỗ trợ cái số tiền là 65 triệu đồng cho bà con mình. Thì ở bà con mình ở đó thì cũng có hỗ trợ tiền thêm, là cây cầu là tổng kinh phí thì nó khoảng 90 triệu đồng hay không ha? Thì nghe nói vậy đó. Dạ. Là 90 triệu đồng tiếp đó. Dạ. 90 triệu. Hôm nay ông cúng để mà khởi công hay không? Cúng thì đúng ra thì đúng là phải cúng khởi công đó. Dạ. Nhưng mà ông cháu nó cũng có làm rồi, nhưng mà bây giờ mình cúng này cũng như là mình đồng thể như đồng thổ. Dạ. Đúng là động thổ thì phải cầm cột. Dạ. Nhưng mà cột thì bây giờ đổ rồi mà nó chưa có đổ xong hết rồi nhưng mà nó chưa được cứng á. Dạ. Thì kể như bên
rồi kể năng kể như bữa nay là ngày lãnh thổ đó. Dạ. Con thì cũng mong qua hết dịch bệnh để mà con có thể xuống dưới để trao thêm cái số tiền còn lại. Thì hôm trước thì con có gửi cho Chế 20-30 triệu để mà đưa anh Thợ, anh Trí để mà anh Trí mua vật tư không? Thì chắc gần xây đến đâu thiếu thì con sẽ chuyển tiền thêm. Dạ. Rồi vậy là tốt lắm rồi đó. Thôi dạ. Vậy trong khi nào mà nó hết mà cái COVID này rồi cháu xuống là xuống đây là tốt hơn. Dạ. Vì mình thấy Thợ làm rồi cái việc là khởi công tới đâu vậy đó. Dạ. Là cháu biết càng tốt. Dạ. Con chúc ông sức khỏe nha ông. Rồi. Dạ. Dạ. Đó là cái mâm của anh Thợ cúng hả chứ? Với lại đây mâm của anh Thợ cúng. Dạ. Có kêu anh Thợ lại không? Dạ cho em gặp anh Thợ với. Anh Thợ. Anh Thợ lại nói vài câu giùm cho bà Hồ cái. Anh Trí. Em chào anh Trí ha. Rồi. Chúc anh sức khỏe nha, cố gắng nha anh Trí. Rồi. Anh Trí ơi, cái cầu này là mình xây khoảng bao nhiêu mấy tháng là xong anh Trí? Thì bà đã hoàn thành là 3 tháng. Dạ. Thì hôm trước thì em có chuyển cho Chế để cho Chế 2 để mà chuyển cho anh là bà trước 30 triệu. Để mà anh mua vật tư xây dựng, anh có nhận được anh Trí? Có nhận rồi. Dạ. Thì đây là cái công trình từ thiện của Mạnh Thường Quân với lại nhân dân đó. Thì cũng là cái cầu mà đầu tiên em làm ở trong cái kênh em. Thì mong anh em mình hợp tác tốt này, cũng như là có một cái cây cầu cho nó cho dân đi qua lại cho nó an toàn anh Trí. Rồi. Dạ. Thì em thay mặt những người dân cảm ơn anh nha. Rồi mình cố gắng để hoàn thành công việc càng sớm càng tốt. Anh có muốn nói lời gì với lại khán giả của kênh em rồi không? Thì bây giờ tiết mục của công trình là cầu bê tông. Dạ. Đó, bây giờ là tôi đã đứng ra tôi nhận hoàn thành hết là 90 triệu. Dạ. Nó thì hạng mục là mà thì 3 tháng. Dạ. Trong thì bữa nay đã cũng đồng thổ rồi. Cũng đồng thổ là bắt đầu bắt tay vô làm tới. Dạ. Tính từ bữa nay đến 90 ngày là hoàn thành cái cầu. Dạ. Cái cầu này là mình có bảo đảm an toàn rồi trong bao nhiêu năm không anh Trí ha? Thì cái cầu này có bảo dưỡng là 10 năm. Dạ. Thì trong hợp đồng rồi bảo dưỡng 10 năm. Dạ, thì cái cầu này 10 mình năm nó có. Dạ. Nó có sai sót gì thì màn nó bị chập chờn của bác không kìa. Mạng nó yếu quá. Dạ. Mạng nó yếu quá hồi ơi. Dạ. Đến đâu được hay đến đó. Thì cảm ơn anh Trí nhiều nha. Rồi. Mạng nó yếu quá cô bác của anh chị. Rồi cảm ơn Chế. Tắt máy đi Chế, được rồi Chế. Rồi. Cũng như cái thước phim lúc nãy cô bác của anh chị thì cũng có quay lên để cho cô bác của anh chị nắm. Thì cây cầu này thuộc ấp Bình An, ở xã Bình An, huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang. Với tổng chi phí xây là 90 triệu. Thì trong đó thì hôm trước thì các chú ở các hộ nông dân ở đó đó thì gom được 25 triệu. Thì chị Lâm Tiền có ủng hộ thêm 65 triệu để mà ủng hộ xây cây cầu. Thì nghe nói hôm nay là mới ủng hộ thêm được 5 triệu nữa, là có nghĩa là 95 triệu của bác của anh chị. Thì cái quá trình xây cầu thì nó khoảng 3 tháng là xong. Và hạng mục công trình thì anh Trí cũng có nói, thì mong là hết dịch thì mình sẽ xuống gặp mình khảo sát cái công trình. Thì qua cái công trình này, Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chị Lâm Tiền là Việt Kiều Mỹ đã hỗ trợ cho những người dân có một cái cây cầu đi an toàn trong thời gian sắp tới.
thì mình sẽ cập nhật tình hình thiết thực nhất cho cô bác quý anh chị xem. Lý do là tình hình Covid bị bệnh nên thành thử là không đi đâu được hết luôn. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ. Xin chân thành cảm ơn cô bác rất là nhiều. Và chắc có lẽ là mình nhờ cô bác quý anh chị xem một cái thước phim mà do chị Hai quay sáng nay cũng khởi công cây cầu nha. Tôi là người đứng làm thì cũng nhận cái cầu này là với giá tiền là 90 triệu đó, thì cũng nhờ Mạnh Thường Quân đóng góp. Bữa nay là ngày cúng khởi công thì anh em cũng nhìn thấy và chứng kiến. Bữa nay là ngày cúng khởi công, nói nhờ cái cúng gì đó. Nhà chú Bùi Hồ. Bùi Hồ. Nói là Bùi, anh Bùi Hồ không có xuống được. Em Bùi Hồ không có xuống được thì giờ thay mặt. Thì em Bùi Hồ không có xuống được thì em thay mặt đứng ra cúng kiến. Thì cũng nhờ Mạnh Thường Quân nhận xét giúp. Cái gì đắng hết á? Chẳng mình có con len nữa hôm nay. Anh Hai vô nói một câu coi. Chủ đất à? Thế là giờ thay mặt Hồ em nó không có xuống được. Tiêu hết là 90 triệu đó. Dân đóng góp. Mượn thần Thường Quân đóng góp. Nhà cộng đồng mạng đồ với nhân dân đồ cùng nhau làm cái cầu cho bà con đi dễ.